Chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh giá heo hơi 24 giờ hôm nay. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường giá heo tại Việt Nam. Lời đầu tiên ban biên tập xin gửi đến quý anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công và gặp nhiều may mắn. Nếu như đây là lần đầu tiên anh chị và các bạn đến với kênh này thì rất mong anh chị và các bạn bấm vào nút đăng ký bên dưới để ủng hộ kênh và không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Sau đây là nội dung chi tiết giá heo hơi ngày 15 tháng 10 năm 2022. Theo một số đầu mối kinh doanh, giao dịch heo hơi tại các tỉnh đã sôi động nhiều hơn, khả năng đang trên xu hướng tăng giá trở lại. Nhiều địa phương hiện đang có giá 61.000 đồng trên kg, bà con chăn nuôi kỳ vọng giá heo đạt từ 70.000 đồng trên kg. Dù đối mặt nhiều khó khăn, giá các loại thức ăn chăn nuôi tăng cao, song người dân vẫn kỳ vọng thu lợi nhuận tốt khi xuất bán gia súc, gia cầm trong dịp Tết nhằm đáp ứng nhu cầu thực phẩm dịp cuối năm. Hiện nay, các địa phương đã chủ động hướng dẫn bà con tái đàn theo khuyến cáo của ngành chức năng và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, hướng dẫn chăn nuôi an toàn sinh học. Giá heo hơi miền Bắc. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc vẫn phổ biến trong khoảng 55.000 đến 59.000 đồng trên kg. Mức giá 60.000 đến 61.000 đồng trên kg vẫn chỉ tập trung ở một số khu vực thuộc các tỉnh như Hưng Yên, Thái Bình, Hải Dương. Mặt bằng chung, Giá heo hơi tại các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ như Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam trong khoảng 56.000 đến 60.000 đồng trên kg. Các tỉnh trung du miền núi như Thái Nguyên, Bắc Giang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang ghi nhận giá heo hơi từ 55.000 đến 59.000 đồng trên kg. Tại các tỉnh Tây Bắc, giá heo hơi ở Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên cũng có diễn biến tương tự. Duy trì ở mức 55.000 đến 60.000 đồng/kg. Lạng Sơn, Lào Cai trong khoảng 58.000 đến 60.000 đồng/kg. Quảng Ninh từ 56.000 đến 60.000 đồng/kg. Giá heo hơi miền Trung Tây Nguyên. Giá heo hơi hôm nay tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên tiếp tục đi ngang. Tại Bắc Trung Bộ, giá heo hơi ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh trong khoảng 55.000 đến 59.000 đồng/kg. Quảng Bình, Quảng Trị Thừa Thiên Huế từ 53.000 đến 56.000 đồng trên kg. Khu vực Nam Trung Bộ, giá heo hơi hôm nay tại Quảng Nam, Đà Nẵng quanh mức 55.000 đến 57.000 đồng trên kg. Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên 54.000 đến 56.000 đồng trên kg. Các tỉnh Khánh Hòa, Bình Thuận từ 55.000 đến 57.000 đồng trên kg. Giá heo hơi hôm nay tại Tây Nguyên phổ biến trong khoảng 54.000 đến 56.000 đồng trên kg. Trong đó Lâm Đồng Đắk Lắc bình quân 55.000 đến 57.000 đồng trên kg. Gia Lai, Con Tum, Đắk Nông dao động từ 54.000 đến 56.000 đồng tuyệt kg. Giá heo hơi miền Nam. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam giữ nguyên trong khoảng 55.000 đến 57.000 đồng trên kg. Trong đó, các tỉnh Đông Nam Bộ, giá heo giữ ở mức 55.000 đến 57.000 đồng trên kg. Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh ở mức 56.000 đến 58.000 đồng kg. Bình Dương, Bình Phước từ 55.000 đến 56.000 đồng trên kg. Các tỉnh Tây Nam Bộ phổ biến trong khoảng 55.000 đến 57.000 đồng trên kg. Trong đó, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bến Tre, Bạc Liêu, Hậu Giang chỉ từ 55.000 đến 57.000 đồng trên kg. Long An, Tiền Giang, Cần Thơ trong khoảng 55.000 đến 58.000 đồng trên kg. Đồng Tháp, An Giang ở mức 56.000 đến 57.000 đồng kg. Theo Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai, Tổng lượng heo về chợ đầu mối Hóc Môn ngày 14 tháng 10 năm 2022 là 4.864 con heo mảnh. Lượng thịt về nhiều khiến giá thịt heo xị heo mảnh khá thấp. Loại một chia 78.000 đến 79.000 đồng trên kg, loại hai heo to, mỡ nhiều, 55.000 đến 60.000 đồng trên kg. Thời gian qua, ngành nông nghiệp đã khuyến khích các cơ sở chăn nuôi đầu tư sản xuất con giống có năng suất, chất lượng cao, hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, chăn nuôi hữu cơ. Chú trọng xây dựng các cơ sở an toàn dịch bệnh. Đi đôi với đó, tỉnh cũng chú trọng kêu gọi hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư phát triển chăn nuôi heo bằng cách liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm. Đồng thời, thu hút các doanh nghiệp có đủ năng lực đầu tư vào lĩnh vực giết mổ, chế biến, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao giá trị và phát triển bền vững. Theo cục thú y Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ đầu năm đến ngày 12 tháng 9 năm 2022, cả nước đã xảy ra 1.049 ổ dịch tả heo châu Phi tại 929 xã, 258 huyện thuộc 50 tỉnh, thành phố. Tổng số heo tiêu hủy 47.474 con. Trong thời gian tới, nguy cơ dịch bệnh dịch tả heo châu Phi tiếp tục tái phát và phát sinh là rất cao do đặc điểm của virus này rất nguy hiểm đối với heo, có khả năng tồn tại lâu ngoài môi trường. Bên cạnh đó, việc buôn bán, vận chuyển heo, sản phẩm heo gia tăng mạnh vào các tháng cuối năm và dịp Tết nguyên đán. Thời tiết đang trong giai đoạn giao mùa, mưa nhiều, rét. Để giúp hạn chế tình trạng dịch bệnh và tiêu thụ ổn định heo hơi, nhiều địa phương đã hình thành các mô hình liên kết theo chuỗi, từ sản xuất chăn nuôi đến tiêu thụ sản phẩm. Thông qua những mô hình liên kết, không chỉ đem lại hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp, hộ chăn nuôi, giúp người tiêu dùng được tiếp cận nguồn thực phẩm an toàn mà còn góp phần làm thay đổi tập quán sản xuất của bà con. Ngày 14 tháng 10, thông tin từ Tri cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, sau một thời gian kiểm soát, Đến nay dịch tả heo châu Phi và dịch lở mồm long móng đã xuất hiện trở lại trên địa bàn tỉnh. Theo thống kê, đã có 26 ổ dịch tả heo châu Phi tại 4 huyện Châu Đức, Long Điền, Phú Mỹ và Xuyên Mộc, lực lượng chức năng buộc phải tiêu hủy 398 con heo. Ngoài ra, bệnh viêm da nổi cục trên châu, bò cũng tá xuất hiện với 4 ổ dịch xảy ra trên một số đàn bò của tỉnh. Trước tình trạng trên, Tri Cục chăn Nuôi và Thú Y tỉnh đã tăng cường công tác quản lý dịch tễ, kiểm dịch, kiểm soát giết bổ động vật cùng với đó theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh để có biện pháp xử lý kịp thời không để lây lan diện rộng nhận định tình hình dịch sẽ phức tạp trong các tháng cuối năm lực lượng thú y các cấp và người chăn nuôi được khuyến cáo thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên động vật và kịp thời báo cáo khi gia súc gia cầm có dấu hiệu mắc bệnh trước tình trạng trên tri cục chăn nuôi và thú y đã tăng cường công tác quản lý dịch tễ công tác kiểm dịch kiểm soát giết bổ động vật theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh để có biện pháp xử lý kịp thời khi có bệnh xảy ra, tiếp tục phối hợp hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tả heo châu Phi trên địa bàn tỉnh nhằm khống chế tình hình dịch bệnh, không để lây lan diện rộng. Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh Lê Văn Đông cho biết, dịch tả lợn châu Phi vừa tái phát trên địa bàn tỉnh, tại nhiều xã của huyện Cầu Kè. Hiện ngành nông nghiệp tỉnh đang tích cực triển khai các giải pháp khống chế dịch bệnh tránh lây lan diện rộng gây thiệt hại cho người chăn nuôi. Ngay sau khi phát hiện đàn lợn dương tính với virus gây bệnh dịch tả lợn châu Phi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đã chỉ đạo chi cục chăn nuôi và thú y phối hợp với chính quyền địa phương tập trung dập dịch. Theo các hộ chăn nuôi tại tỉnh Bình Thuận, năm nay giá vật tư đầu vào cũng như giá thức ăn chăn nuôi, thuốc phòng bệnh đều tăng cao khiến người chăn nuôi gặp nhiều khó khăn, nhất là hiện nay đang vào cao điểm đầu tư tái đàn, tăng đàn. Tuy vậy, các sản phẩm chăn nuôi đầu ra thuận lợi, giá tốt nên người nuôi trong tỉnh tăng đàn, kỳ vọng vào thời điểm vàng tiêu thụ lớn nhất của năm. Cùng với đó, tiếp tục quan tâm phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung quy mô trang trại, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ về giống năng suất cao, chuồng lạnh, tự động hóa vận hành thức ăn, nước uống, sát trùng, xử lý môi trường và xây dựng chuỗi liên kết giá trị trong chăn nuôi. Theo phó chủ tịch Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai Nguyễn Kim Đoán, do giá thức ăn chăn nuôi, giá con giống và các chi phí khác đều tăng cao, tỷ lệ đàn hao hụt do dịch bệnh vẫn lớn nên giá thành nuôi heo hiện bị đẩy lên khá cao. Với các hộ nuôi nhỏ lẻ không chủ động được nguồn giống, giá thành heo hơi hiện nay đang trên đà giảm mạnh. Người chăn nuôi nhỏ lẻ lại lo thua lỗ nên hầu như không mặn mà tái đàn cung cấp cho thị trường Tết Nguyên đán sắp tới. Vừa rồi là bản cập nhật thông tin chi tiết giá heo hơi ngày 15 tháng 10 năm 2022 được đăng tải trên kênh Giá heo 24 giờ. Cảm ơn các bạn đã xem video và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.